Lâu rồi không quay con game này, bây giờ quay nó ngại dữ vậy ta. X-Hand đây, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Dev Driver. Đúng vậy, đã từ rất là lâu rồi, độ khoảng gần 2 tuần mình mới quay trở lại coi con game Dev Driver này. Nó thật sự thì cái con game này kể từ khi mà mình Việt hóa thì mình gần như không đụng vào nó. Mình do vướng khá nhiều series nên đâm ra là bây giờ mới có thời gian rảnh để mà tiếp tục chơi. Trong lần chơi trước thì mình đã tìm được cái gì nhỉ? Thạch anh tím, một microphone. Trong lần chơi này thì chắc chắn là mình sẽ tìm được cái bức phù điêu nhân ngư rồi, để hoàn thiện được cái máy phiên dịch ngôn ngữ của ngư nhân, hay còn có cái tên gọi khác là người cá. Nếu mình nhớ không nhầm nha, cái bức phù điêu nhân ngư nó nằm ở góc dưới bên tay phải cái map này. Ok, cuối cùng thì chúng ta cũng đã lại tiếp tục quay trở lại với đại dương. Đợt này toàn chơi những con game gì đó liên quan đến biển đúng không ạ? Tàu, thuyền, rồi biển cả, nói chung là rất chi là nhiều. Dự kiến một vài series sắp tới cũng liên quan đến biển đấy mọi người ạ. Lạ vậy, có vẻ như chủ đề năm nay là biển. Đó, thu thập một số mấy cái tảo nâu các thứ liên quan đến cái nhiệm vụ Eco Watcher, nghiên cứu hệ sinh thái. Khi hoàn thành nó thì mình sẽ có được cái phần thưởng vòng tay đá quý sinh thái. Uầy, giống như kiểu là mấy cái huy hiệu của gym ấy, gym trong Pokemon đấy mọi người ạ. Con game này thì phải nói là nó refer rất là nhiều thứ, nhiều lắm. Pokemon rồi phim ảnh, game gổng nhiều lắm, meme nữa. Rồi ok, loại bỏ cá sứa này, rồi cá xâm lược này, nghiên cứu này, tìm vỏ sò này, nghiên cứu sâu biển này. Có trời thứ luôn. Để những thứ đó thì chúng ta cứ bắt đầu từng thứ một chứ nhá. Trước đầu tiên là vỏ sò hồng này, sao biển này, tảo biển này, xương này, sứa này. Rồi ok, đi thôi. Công nhận là cũng khá là lâu rồi kể từ khi mà mình nghỉ con game này, nên nhiều thứ mình cũng đang cố gắng nhớ lại. Kênh mình thì từ trước đến nay là gần như là ít bỏ mứa lắm. Tức là có những game mà mình chọn chơi ấy, là hầu như là cố gắng để chơi hết không à. Không có game nào bỏ hết. Mà nếu mà bỏ thì chắc chỉ bỏ độ tầm một thời gian thôi. Thời gian sau là lại phải cày lại. Con sứa này lạ nhá. Ê, con sứa này mình thu thập lần nào chưa nhở? Bắn thử xem. Sứa thùng ạ. Lấy rồi. Nó không hiện chữ lưu lên là lấy rồi. Hình như là mình cũng cần tiêu diệt mấy con sứa này nè. Chở luôn một con sứa lòng đỏ trứng vàng. Thực ra là mấy loài cá này nếu mà mình bắn bằng thuốc mê hoặc là bắn bằng cái haber, nó là cái này nè, nó là cái súng bắn cá này nè. Thu bằng cái súng bắn cá này thì sẽ thu được cá tươi hơn, số sao nó nhiều hơn, chất lượng hơn, ngon hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Đấy đúng không? Đây là cái chỗ bức phù điêu nhân ngư đúng không? Vào thử xem nào. Nếu mà mình nhớ không lầm thì là trong tập trước mình cũng đã đi ngang qua chỗ này rồi. Nhưng mà mình bảo là chắc chỗ này thì cũng chẳng còn cái gì đâu, chỉ còn mỗi mấy cái ảnh, nên là mình không vào. Lần này quay lại đây xem là có không. Yep, là nó có thật. Vậy là trong lần trước chơi ấy, mà mình vào đây là mình lấy ngay được luôn. Đó, như là xong hết rồi đấy, xong hết toàn bộ nhiệm vụ luôn. Xong rồi mình đã tìm được hết nguyên vật liệu. Giờ mình có thể chế tạo máy phiên dịch ngôn ngữ nhân ngư. Mình lên liên lạc với tiên sĩ Bacon. Okidoki. Xong rồi đó. Đây trong này có cái gì nữa không? Lút nốt. Ồ, lần trước chỗ này thấy nó sáng sổ lắm mà ta. Lần này u ám vậy, có chuyện gì đã xảy ra? Ok, vậy là nhiệm vụ đã xong rồi nha. Bây giờ thì cần tập trung cái nhiệm vụ nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái hố xanh này. Đó là mình lậm sao biển vàng, sò hồng và một ít gọi là tảo nữa. Vậy thì cứ đi khám phá lung tung thôi. Sẽ bắt gặp được mà. Nhờ nào mày. À, mình cũng cần giết con cá nhồng này nha. Mấy cái bát bạc này cũng bán được nhiều tiền lắm nè. Đấy luôn. Hy vọng là lần chơi lần này là mọi người vẫn nhớ được cái tiến trình cốt truyện game như thế nào. Mình nghĩ là chắc cũng chẳng có gì khó đâu. Chỉ có mỗi vấn đề là mình chơi xen kẽ giữa bản tiếng Anh với bản tiếng Việt, nên là nó hơi lẫn lộn một tí. Nhưng mà mong rằng là nó không sao, không có gây khó chịu gì cho các bạn xem là được. Thức ăn cho mèo. Có nên đưa cho nó cho Momo không? Momo là ai? Ui, Momo tự nhiên lượm được thức ăn cho mèo dưới bể biển. Chúng đánh cá nâng cao như thế rồi mà vẫn chưa bắt được con này à? Kéo mạnh vào. Lên tiếp luôn. Xong, cá lồng đèn đại tây dương hay sao? Đây. Mục tiêu chính của mình cũng là con cá nhồng này nè. Tìm cách giết nó. Bởi vì trong nhiệm vụ có đề cập đến con này. Bắt sống luôn ạ. Cá nhồng lớn 3 con hoàn thành. Ê, như là sao biển hồng cũng cần đấy. À, sò hồng hình như cũng cần đấy. Ngon. Xương cũng cần này. Ok, xương chân. Có một con gì đó thì không biết. Vỏ sò hồng luôn. Bây giờ test thử xem nhá. Mình đang có 3 quả mìn. Bây giờ mình sẽ dụ cái con cá ở dưới kia. Con cá kiểu như răng cá sấu ấy. Dụ nó lên trên này. Dùng mìn xử lý nó. Này. Ê, đúng rồi, tao nè. Đó, lên đây. Test thử xem cái mìn này có mạnh không. Ấy à, đâm cũng sâu đấy. Cũng xịn đấy. Ê, đâm nhầm rồi bạn ơi. Bên này.
Thế mà hỏi nó bỏ rồi. Sao quá không được. Cái này là kích hoạt từng cái một. Cái nào đặt trước thì kích hoạt trước. Để mà bạn có thể thu thập được những con cá 3 sao á, thì nên mang theo cái súng bắn thuốc mê hoặc là súng lưới. Thì súng bắn thuốc mê và súng bắn lưới nó là hai cái loại mà không có làm tổn hại gì đến cá nhiều. Còn những cái súng mà gây sát thương nó sẽ gây tổn hại đến rất là nhiều đối với cá, vì nó gây sát thương vật lý mà. Vậy là mình đã xong được cái nhiệm vụ nghiên cứu thực vật biển 3 này. Cá xâm lược quá đông là một nửa này. Còn mấy con mà màu vàng nữa. Ok, nghiên cứu sau biển vẫn thiếu ạ. Nói chung là vẫn thiếu nhiều thứ lắm. Xong được mỗi cái nghiên cứu thực vật biển 3 à. Vậy ơi. Đấy, vừa mới hoàn thành xong nó đến ngay. Nhanh thế không biết nữa. Wow, anh đã đi qua rất là nhiều nơi để lấy nguyên liệu ha. Cũng may là kiếm được hết. Tôi sẽ dùng nó để chế tạo máy phiên dịch tại phòng thí nghiệm. Sẽ mất một lúc trước khi chiếc máy được tạo xong, nên anh cứ tiếp tục công việc kinh doanh ở quán đi. Tôi sẽ liên lạc với anh sau khi xong. Ok. Vậy là chúng ta sẽ có một vài ngày kiểu free time ấy, để chăm sóc cái quán sushi. Bây giờ vẫn là buổi chiều đúng không? Mình vẫn đi bơi được mà đúng không? Mình vẫn đi lặn được. Vậy là lúc nãy là buổi sáng à? Nhìn cứ như kiểu là buổi chiều nhỉ? Hóa ra là ngày hôm nay mưa nên ra là nhìn như vậy. Rồi vào cửa hàng của thanh niên này, bán những cái thứ đồ mà mình lượm được đây. Đây, 6 cái tô bạc này, bán hết 300 vàng. Ngon. Và điện thoại xem nào. Đây, Eco Watcher. Nộp cái phần nghiên cứu thực vật biển 3 đây. Là mình được 40 điểm nghiên cứu. Nộp tiếp sau biển đỏ đây. Nộp tiếp nghiên cứu thực vật biển 4 nữa này. Long nho. Để xem súng sủng các thứ như nào nào. Kiểu gì thì kiểu mình cũng cần phải chế tạo các cái súng bắn lưới nhỏ này, để mà bắt những con cá chất lượng cao. Hoặc là súng bắn tên gây mê. Nhưng mà súng bắn tên gây mê lại thiếu mất 3 quặng đồng. Thì chế tạo súng bắn lưới cá nhỏ trước đi. Ôi giời ơi. Vẫn là cái khoảnh khắc này. Cảm giác anh ấy gọi là mò mẫm từng linh kiện một để chế tạo súng cho mình. Đấy. Ok. Súng bắn lưới nhỏ. Ngon. Cái bùa mà sử dụng control để lao tới một đoạn ngắn ấy, mình nghĩ là chắc không xài đâu. Bởi vì là lao đến một đoạn rất là ngắn luôn ấy. Ngắn kiểu mức độ mà mình còn không nhận ra là sự khác biệt luôn ấy. Nên là chắc là mình sẽ thay vào đó là cái vòng tay sức khỏe đi. Giảm 10% sát thương nhận vào. Đấy, rồi ok. Lần này chúng ta sẽ bắt cá trong nhà. Những con cá to thì chắc chắn là dùng súng này thì không thể bắt được rồi. Chỉ có bắt được những con cá nhỏ thôi. Cái gì đấy? What the... Cá voi à? Sao mặt đầy mụn ấy? Wow, là một con cá voi lưng gù. Trông nó lớn quá. Ừ, lớn thật đấy. Là sao? Nó muốn dẫn mình đi đâu à? Chắc là thế rồi. Đi đâu đấy, chờ tao với. Ở nó đi đâu ta? Không biết luôn á. Mình cần 3 cái quặng đồng này nè. 1, 2, 3. Ê, nhiệm vụ cũng yêu cầu cần xử lý mấy con này. Bắt luôn một con. Thử bắt mấy con lươn này thử xem ra được không nhá. Hình như không được sao á. Ờ, nó bị phản lại về đá. Ê, con cá này tiếp theo này. Cá lóc Titan, một con nữa. Súng bắn mê level 2. Ai là tốt 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 tốt. Chuyến đi săn cá lần này là ngon nghẻ nè. Câu được rất là nhiều cá chất lượng cao đây. Mình có thể bắt được cá nóc nhỉ. Bắn thuốc mê. Ấy, ừ. Ấy, ủa sao kỳ vậy. À, chưa ngấm. Thuốc mê chưa ngấm. Ôi, ngấm rồi. Thu lượm được chưa? Đấy. Uầy, cá nóc được 3 sao à? Hay vậy. Mở được một loại vũ khí mới này. Bom cảm biến. Tự động kích hoạt khi mà phát hiện mục tiêu trong phạm vi. Rồi, bắn thuốc mê. Nó đang ngấm ấy, nó đang ngấm. Từ từ. Nó ngấm xong rồi mình bắt này. Đấy, ngồi. Mày tí nữa vào nồi. Cá mập khổng lồ kìa. Nó đang phát hiện mình. Ai dạ, ngon. Mũi lao của mình bây giờ có khả năng gây mê nhá. Cũng sẽ bắt được khá là nhiều cá chất lượng cao đấy. Chắc là mình về rồi, ở đây hết sạch những thứ để có thể lấy rồi. Đi kiếm hoài mà mấy món mà mình muốn kiếm cũng không có nữa. Ví dụ như là kiểu có một cái tại tảo này, nhưng mà chắc là file Việt sắp nó chèn vào nên nó xóa hết chữ rồi. Chả biết nó là cái gì. Mà mình cũng lượm nhiều loại tảo rồi mà nó không có đề cập đến việc là hoàn thành mấy trên mấy hết. Còn cái sò này nè. Cái sò này chắc chắn là sò hồng rồi. Không thấy cập nhật. Sao biển vàng thì không thấy. Không có luôn đấy. Chắc là một số loại nó chỉ có vào ban ngày và một số loại chỉ có vào ban đêm thôi thì nó mới xuất hiện. Rồi, đi về nhà hàng vậy. Cái món cá nóc là bán được 180 đồng nha. Quá vip luôn ý. Ở ban chồ, đếp, anh có đang bận không? Không, tôi đang rảnh, có gì không? Còn chúng ta đang tiếp một thực khách ồn ào, anh có thể ghé qua quán được không? Dưới tư cách là một quản lý, tôi không thể đứng nhìn được, tôi ghé qua ngay đây. Rất chi là cọng, ai mà dám phá quán người ta. Vị khách ồn ào. Ok, về quán sushi thôi. Trước khi đó thì mình chế tạo cái súng bắn game mê ấy nhỉ. Rồi vào Eco Watcher nộp một ít món cái nhỉ.
cá nóc tẩm vị này, điểm nghiên cứu 20, ngon. Xương này, ok luôn. Thiếu mỗi cái xương bàn chân với cả đầu lâu nữa là xong. Cái nghiên cứu hóa thạch 2. À, rong biển à. Cái nghiên cứu thực vật 4 thì cái đấy gọi là rong biển. Về đi, để xem cái vị khách ồn ào này là vị khách nào nè. Đến phá quán nhà người ta. Quán làm ăn được là cái y như rằng là chắc là nó lại được các cái đối thủ cạnh tranh cử đến để phá ấy mà. Rồi, chào ông Otto à? Hả? Anh dám chen vô lúc ông đây đang nói chuyện này hả? Ồ, nói chuyện nhài rồi, tôi đâu thấy anh có gần ông đâu. Chúng tôi xin lỗi quý khách, quán của chúng tôi chưa mở. Anh không thể cứ vào quán chưa mở thế này được. Dữ vậy sao? Tôi chỉ muốn nói cho hàn huyên tâm sự vài chuyện thôi mà. Lâu rồi không ra biển nên nó có khiến tôi gợi lại những ký ức cũ. Tôi từng là một thợ lặn cừ khôi trước khi bị một cây súng phóng lao ghim thẳng vào đầu gối. Ông từng là một thợ lặn sao? Tình cờ đấy, tôi cũng là thợ lặn chính hiệu đây. À vậy anh cũng biết ước mơ là của toàn bộ thợ lặn chúng ta là được bơi tất cả những vùng biển trên toàn thế giới. Bơi ở rừng san hô, bơi cùng đàn cá nhà táng, chiến đấu với lại cá mập hổ. Nói nãy giờ khiến tôi thèm món đó quá. Món gì cơ? Khi tôi còn nhỏ, ở làng chài của tôi có một món rất nổi tiếng, nó gọi là cá rây cà lạch. Cà lạch. Tôi không bao giờ có thể quên được mùi vị của nó. Nếu anh thực hiện được mong muốn của tôi sẽ tặng anh một món quà, he he. Cà rây cà lạch sao? Loài cà lạch thường trốn trong những tảng đá nên rất khó bắt. Anh có biết cách bắt chúng dễ dàng không? Xem ra anh chỉ biết mỗi lặn chứ không biết các hệ sinh thái của biển nhỉ. Cá lịch là loài sống về ban đêm nên chúng sẽ chui ra khỏi hang vào ban đêm để kiếm ăn. Anh có thiết bị hỗ trợ lặn ban đêm trong người không? Tôi có đèn pin này, mang theo nó là đủ rồi. Cá lịch là loài sống về đêm nên anh hãy lặn vào tầm đó bắt cá lịch để thực hiện mong muốn của tôi. Đã lâu rồi tôi không lặn vào ban đêm, tranh thủ dịp này lặn vậy. Bây giờ là mình có thể lặn vào ban đêm rồi đấy. Có rất là nhiều loài cá săn mồi vào đêm hung dữ, chúng cũng chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng bạn cũng sẽ bắt gặp cả những loài cá kỳ lạ. Hãy để ý đến bây giờ mở cửa quán sushi nữa nhé. Vậy là bây giờ mình có cả lặn vào ban đêm đấy. Rồi, hôm nay sẽ tuyển được nhân viên nữa nhỉ. Chọn luôn, tuyển luôn. Ký thêm nhân viên vào. Hôm nay sẽ làm ở cái khu ăn uống chuẩn rồi đấy. Bây giờ là mấy nhân viên này mình thuê một thời gian thôi mà. Về sau mình tuyển thêm thì sẽ có những cái nhân viên ngon hơn để mà mình thay thế. Ok, ngày hôm nay thực đơn của chúng ta sẽ có cái gì đây? Wow, một đống loại. Cứ cải tiến trước đi nha. Xong rồi còn cái gì dư thì cho khách ăn. Cái đó. Rồi bây giờ mình sẽ xếp theo cái giá. Lần trước là xếp theo mùi vị là hơi sai. Xếp theo giá mới được nhiều tiền. Mới nhiều tiền mới có thể nâng cấp được. Mình đang thử cái tự động cung cấp nguyên liệu này xem nó thế nào. Mình vẫn chưa hiểu rõ lắm về cái cách hoạt động của nó. Thật luôn đấy. Nếu như mà cho vào thực đơn rồi ấy, thì không thể nào mà thay đổi được hoặc là hủy. Nếu mà hủy thì sẽ là hủy cả con cá luôn à. Căng dữ ta. Tức là trước khi mà mình đặt vào thực đơn ấy, là mình phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới đặt vào, chứ không là hủy là mất hết cá luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử thêm cái tự động chế biến này nha. Bởi vì lần trước mình chơi ấy là thấy cá vẫn còn dư nhiều mà khách đến ăn người ta bỏ mớ quá chừng luôn. Nên là thử cái tự động chế biến này xem có cải thiện được hơn không. Rồi bắt đầu phục vụ thôi. Anh chị thông cảm nha, lâu lắm rồi em mới mở lại nhà hàng đấy. Cả 2 tuần nay em mới bắt đầu mở lại nhà hàng đấy ạ. WWW chuẩn bị sushi. À chuẩn bị wasabi chứ nhầm. Tết ngày hôm nay ban chổi sushi đã đóng cửa. Ấy chà. Trời ơi, doanh thu giảm ý giờ. Trời ơi, doanh thu giảm quá. Mới nhập môn lại, thâm ra là mọi thứ nó hơi tha sút. Ngày 10 thứ 2 tháng 10. Ông ấy cần nó quay trở lại rồi này. Hello. Ồ, tôi đã cố làm một mình nhưng nó khó quá. Nên là tôi đã gọi nhờ đúc phụ một tay. Nhờ sự giúp đỡ của anh ấy mà giờ ta có máy phiên dịch ngôn ngữ. Chúng ta sang ngôn ngữ nhân ngư. Wow, tôi cũng tò mò không biết là họ nói gì đấy. Trước tiên tôi cần quay lại chỗ nhân ngư cái đã. Nói chuyện với nhân ngư. Gì đấy, gọi tôi có chuyện gì vậy? Tôi đã dành thời gian với Le Chen và nhận ra mình nên trả ơn những người đã giúp đỡ mình. Bởi vì đó là điều một chủ nhân cao quý nên làm. Nói cho tôi nghe đi Dev, anh có hài lòng với khẩu súng hiện tại mình đang dùng không? Tôi dùng vẫn thấy bình thường nhưng nói vậy thôi chứ thực lòng tôi muốn hỏa lực của khẩu súng mạnh hơn xíu để tiện cho việc lặn. Xem ra đã đến lúc tôi phải biểu diễn cho anh coi rồi. Tôi sẽ giúp anh cải tiến súng. Ồ, nâng cấp. Cải tiến chúng cho tôi. Anh định làm bằng cách nào? Đó là nâng cấp chúng lên dạng mới như gắn thêm điện độc vào súng. Chỉ có một điều anh cần lưu ý thôi. Chỉ có những khẩu súng được chế tạo ra mới có thể cải tiến. Còn nhặt thì có mà mơ đi. Ồ ra thế, cải tiến súng sao nghe được đó. Đốp, anh tốt bụng hơn cả tôi nghĩ. Nói gì vậy hả? Tôi chỉ đang cố tỏ vẻ với Li Chan rằng là mình là một chủ nhân tốt bụng thôi. Tôi nói hết rồi đó. Không nhớ thì ráng mà chịu. Goodbye eternity. Ok, bây giờ là mình có thể nâng cấp được cái khẩu súng của mình.
Đâu để xem nào. Đây, control upgrade này. Wow. Mình đang ngắm đến cái việc nâng cấp cái khẩu súng gây mê này. Mà cần phải có sao biển tím ạ. What? Cái còn súng lưới thì sao? Thì cần phải có 5 dây thừng. À, được. Dây thừng thì ok. Chắc chắn là sẽ lấy thêm 5 dây thừng nữa. Hình như có thể nâng cấp được cái súng ba nòng này nè. What? Súng ba nòng của mình bây giờ là nâng cấp được cả súng gây mê ba nòng nữa cơ. Mà cần mang mở súng ba nòng này có gì có thể nâng cấp được thành súng bốn nòng. What? Súng ba nòng này súng bốn nòng. Răng ngực khổng lồ. À, hình như là lấy những cái nguyên liệu từ đợt trước thì phải. Đợt trước mình có giết một con mực khổng lồ mà. Cúc xa xem có gì khác. Streaming. Nhìn này, tôi đang thưởng thức món sushi cá biển nâu đấy. À, một streamer đến thưởng thức cá. Ơ, cái gì đây? Like cái. Đây, cái gì đây? Chúng tôi có nuôi một chú mèo ở quán ban chỗ sushi. Momo không bao giờ chịu ngồi yên. Đi xuống nè. Lần này là mình sẽ xuống để tới cái chỗ nhân ngư để xem là họ nói gì và họ cần gì. Bây giờ bạn có thể tháo rời súng phóng lao và các loại vũ khí khác. À, mình tháo rời đã để lấy nguyên liệu à? Nhấn quy để tháo rời này, lấy được hai cái mảnh vụn. Trước khi đi xuống thì ta cứ thám thính một vòng quanh đây đã để xem có tài nguyên gì có thể lượm được không. Đây, dây thừng tiếp này, hoặc là có gì cần cho nhiệm vụ không, như cái Eco Watcher này chẳng hạn này. Ok, mình đã tiến thẳng xuống dưới cái vực hố xanh. Chúng ta cùng xuống dưới xem nào nhân ngư có cái thứ gì cần mà phải nói chuyện với mình. Ok, đã đến được chỗ của hai người cá mà lần trước mình gặp, để xem máy phiên dịch của tiến sĩ Dr. Bacon có hoạt động không. Moshi Moshi. Alo, anh hiểu tôi nói gì không? Hả? Làm thế nào mà loài người có thể nói được ngôn ngữ của bọn tôi vậy? Thật thú vị, cơ thể của hắn khác với những tên loài người mà mình đã nhìn thấy. Cái gì vậy? Ý chê béo quá hả? Thật kệ vậy, ta xin tự giới thiệu. Tên là Suwon. Bọn ta được gọi là những cái tên khác như cư dân dưới đáy biển. Mà hình như là các người còn đặt cho bọn ta cái tên khác được gọi là nhân ngư có phải không? Em. Và đây, ta chính là người dũng cảm, ngầu lòi nhất trong số những nhân ngư. Đại đông á. Dù gần sao rất vui được biết cậu, tôi là Dev. Dev, ở chỗ bọn ta có cái tên có nghĩa là nắp bồn cầu hư đấy. Ủa, cái tên này biết làm sao vậy? Đừng, mình thấy tên này hết ngầu rồi mọi người ạ. Tôi không dẫn với nhà người nữa. Người mà đang nằm ở đây chính là con gái của tộc trưởng làng nhân ngư, cô Ramo. Cái người mà nằm được 3-4 ngày nay rồi mà đúng không? À, 3-4 ngày nay thì hơi kỳ. Có khi được 3 tuần nay rồi. Cô ấy bất tỉnh kể từ khi bị bắt cóc bởi con mực khổng lồ chết tiệt kia. Nếu ta mà gặp con mực đó sớm một chút là ta cho ta thành mực xào 7 món rồi. Thế đó ông trời. Thế đó ông trời, lúc tôi đến là tôi cứu khổ luôn á. Nên là ngươi đừng có mà kiêu ngạo chỉ vì đánh bại được nó. Vì ông đây chính là hộ vệ của cô Ramo. Cậu ổn nào thật đấy mà. Trông có vẻ như cậu muốn nói gì đó với tôi thì phải. À, là thế này. Để ngài Ramo có thể phục hồi lại ngay. Ngài. Cái cô gái đằng kia tên là Ramo đúng không? Mà sao lại gọi là ngài ta? Ta cần một số thảo dược, nhưng ta không thể rời đi được vì bận phải chăm sóc cô ấy. Nên là tên là người kia, ngươi phải đi tìm thảo dược để giúp ngài Ramo hồi phục. San hô lông vũ, san hô lily mọc ở dưới này. Coi chế biến sao cho ăn được rồi mang lên đây cho ta. Cái gì chế biến sao cho ăn được? Tôi làm thế quái nào mà biết được chứ. Tự mà nghĩ cách đi tên loài người kia. Đi mà tìm một tên đầu bếp giúp người nấu ăn ấy. Trông cô ấy có vẻ ốm yếu quá. Sao mình lại từ chối lời nhờ vả này được? San hô lông vũ và san hô lily hả? Để tôi lượn một vòng xung quanh đây coi có không. Ok. Khi không tự dưng trở thành phục vụ của con gái trưởng làng nhân ngư. Không sao, không sao. Vì mối quan hệ tốt đẹp giữa loài người và loài cá. À nhầm, người cá. Ra ngoài kiếm xem mấy cái loại san hô đấy có không. Rồi, đi ra phía ngoài này nè. Ui, con gì đây? Rắn biển à? To dữ vậy? Con này ăn được không? Cái gì đỏ đỏ nè? Chu choa, đó là một con cá mái chèo. Nếu mình có thể chụp nó lúc nó đang bơi trên biển ngân hà thì đó là một bức ảnh cực kỳ đẹp. À, lần trước là mình cũng nhận được một cái công việc của cái gì, của cái anh mà tin có chuẩn không đấy, để mà chụp ảnh. Chắc phải đợi nó bơi đến biển ngân hà rồi mình bắt đầu chụp. Đây này. Chắc đây là biển ngân hà này. Đó, có biển ngân hà và cá mái chèo. Chụp luôn. Chết. Lấy nét. Đây chi. Hoàn thành. Cả hai có luôn. Ok. Đã lưu hình ảnh. À kìa, nó hiện cái dấu chấm than lên này, chắc chắn là cái này cần cho nhiệm vụ rồi đó.
san hô lông vũ, nghe tên lại dữ vậy. Một cái giờ tìm san hô lily nữa là xong. Ôi con gì đây, né rồi ông ta, né rồi, không lên giao tranh. Mình xuống dưới đây là coi như là cũng chưa gọi là mạnh lắm đâu, mà giờ giao tranh là coi như là đi luôn đấy. Rồi 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 rồi, bọn này cứ đến gần một khoảng là nó sẽ tự động nó bu vào mình, mình phải né nó. Rồi trên là sứa trắng điện, dưới này sứa đỏ điện ạ, nguy hiểm dữ thần. À cái này là cái gì đấy, sao biển đuôi rắn, chưa thấy cái này bao giờ, khá là độc lạ. Mình có được phép xuống dưới sâu hơn nữa như thế này không ta, mà có cần nhất thiết là phải xuống sâu hơn nữa dưới này không? Đó có phải là nhà của nhân ngư cửa khóa mất rồi? Phải 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 xuống sâu hơn nữa, đúng rồi, bắt buộc phải như thế thì mới có được cái san hô lily này. Chúng ta đã có những thứ chúng ta cần. Bây giờ thì sao, về nhà hả? Giờ về nhà để đưa cho Ban Trồ làm một bữa chăm sóc con gái của trưởng làng nhân ngư hả? Đi về đi, lần sau lại đến. Ồ, mình đã tìm được hết những nguyên liệu mà cái tên ồn ào kia kêu. Xong, lúc trước cậu ta có dặn mình là phải chế biến san hô sao cho ăn được phải không ta? Thế thì hỏi nhờ Ban Trồ giúp cho. Đúng rồi, việc gì khó đã có Ban Trồ lo. Ồ, ai gọi đây? À, anh tin thuật không đây này? Là anh à, anh đã mang bức ảnh gì tới vậy? Tôi xem được không? Mendes, ôi, anh đã chụp được cái con cá mái chèo. Đó là loài cá mà ngày xưa là người chúng ta tôn lên làm thần đó, nó lớn thật đấy. Tôi sẽ tận dụng tốt bức ảnh của anh, chắc chắn là độc giả sẽ thích nó lắm đây. Đó, cảm ơn anh, cảm ơn anh. 200 vàng, 150 thôi, nhưng mà bonus thêm 50 nữa do chụp đẹp, có các điểm chụp ảnh ở khắp mọi nơi. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tiếp tục phát huy nhé. Ok đấy, lần này nâng cấp một cái A-River 1.200 đi. Tiền chắc nâng cấp thùng hàng đi, chở được nhiều hơn nữa. Bây giờ chắc là đi xuống dưới đấy bắt cá thôi nhở. Hết việc rồi. Ok, đi xuống dưới đấy bắt cá đi, chuẩn bị đồ ăn cho nhà hàng. Cái món này có cá nóc này đắt tiền lắm nè. Ôi, lúc nó phình lên là nó đang trong cơ chế bảo vệ, mình không thể nào đánh thuốc mê vào nó được. Bây giờ mới đánh được này, đợi tí là nó ngủ. Nói bạn lấy nó xong, lấy con sứa này xem nó về có làm được cái món gì nó ngon ngon không. Càng ngon thì càng nhiều tiền. Ồ, nó gấp súng bắn game mê này, level 2 được đấy, tức là game mê nhanh hơn đó hả? À, hay là lượng đạn nhiều hơn, hay là có thể game mê được những loại cá nó to hơn. Đi về thôi, lần này mình có thể mang tối đa được 58 kg, cũng khá là nhiều nhưng mà không nhiều như mình tưởng tượng. Ây chà, lắm thịt nhờ, 16 thịt luôn này, ăn nóc là 9 thịt. Hy vọng là bào được mấy con cá này. Đi bơi tiếp được không? Dù gì thì mình cũng cần lặn vào ban đêm để mà lấy con cá lịch cho ông kia làm món cà ri mà. Tiếp đi, 1/3 số giờ làm việc buổi tối sẽ bị tiêu hao. Đấy, vào ban đêm này, nghe nhạc nó khác hẳn, nghe nó u ám. Rồi, nhiều cái loại cá nó hung dữ hơn xuất hiện. Ừ, đa phần là toàn các loại cá hung dữ không à. Búng là ban đêm ghê này. Bởi sao né chúng nó ra. Ê ê ê, còn cá cả cho nhiệm vụ kìa. Lấy súng bắn thuốc mê, bắn nó. À, cái con cá này là cái con cá mà nó cứ chui ra rút vào ban ngày đây nè, mà mình không xử lý được. Bây giờ thì mình mới có thể xử lý được. Ủa, cái súng bắn thuốc mê của tôi đâu rồi? Hình như là nó, lúc nãy mình có đổi súng ở đâu đó thì phải. Ôi, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Gắt dữ vậy, gắt dữ vậy. Ôi ôi ôi, ai 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 ai, khí oxy không, có khí oxy không. Ôi giời ơi, vừa mới xuống vào ban đêm thôi mà. Chết, chết mất thôi, chết mất thôi, chết mất thôi. Có cái bình oxy nào không? What, đi bắt cá vào ban đêm là không có nổ một bình oxy nào hết à. Ê, thoát hiểm đi, thoát hiểm đi. Hy vọng là chúng ta vẫn có thể thoát hiểm được. Đẹp, thoát hiểm luôn. Thoát hiểm còn hơn là mình chết. Mặc dù là cũng đi về tay trắng, nhưng mà một cái là còn sống sót trở về, một cái là suýt soát chết. Chả được cái gì hết, được có mỗi hai con sao biển. Cả mấy cái nước tương tàu biển các thứ. Ủa, công nhận là khó thật. Có lẽ mình cần phải nâng một ít đồ mới có thể gọi là sống sót khi mà câu vào đêm đấy. Cửa hàng vũ khí này, có thể nâng cấp được cái súng bắn lưới này, súng bắn lưới cỡ vừa đây. Ôi giời, này mới này à? Ai chà, xịn.
Legend in the best. Chúng bắn lưỡi cỡ vừa, trang bị ngay lập tức luôn. Họ đi về rồi. Đi về nhờ ban trồ nấu giúp cái món cho cái cô người cá kia ăn. Ủa ai vậy? Trông dáng vẻ tiểu học vậy. Bé làm gì ở đây vậy? Này nhóc, bọn chúng vẫn chưa mở cửa đâu. Maki. Nhóc nghe gì không đấy? Chấm 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 chấm. Trông nhóc chắc còn học sinh nhỉ. Em, ta nhắc lại lần nữa, quán chúng ta vẫn chưa mở cửa, nhóc quay lại sau đi. Nói gì mà nói mãi hay lâu ra kia, nói một lần nữa là người ta hiểu rồi mà. Gì vậy trời? Cháu xin lỗi, đó không phải là cháu nói đâu. Cái lão già thù lù ú kia mang cho ta đồ ăn mau lên. Chuyện gì đang diễn ra vậy? What, đa nhân cách hả? Hình như cái trường hợp này tôi đã đọc đâu đó trong sách rồi. Cuốn sách có đề cập đến một phương pháp trị liệu bằng cách để những cái đứa trẻ nói lên suy nghĩ của bản thân thông qua con búp bê. Búp bê, người ta dám bảo là con búp bê sao ta phải chém đầu người. Xem ra chuyện này phức tạp hơn cả tôi nghĩ. Để tôi hỏi xem là nhóc con muốn gì. Ta muốn ăn cơm cá vẩu trắng và tàu bẹ, mau mang cho ta. Mấy món này thường là cho mấy ông chú lớn tuổi ăn cơ mà. Xem ra chúng ta cần phải làm mấy món đó cho con bé rồi, nếu không thì còn mơ mới bắt chuyện bình thường được với nó. Để kiểm tra xem nguyên liệu có đủ cơm cá vẩu trắng và tàu bẹ không. Không có rồi bé ơi, không có cá háo sọc rồi. Xin lỗi bé, bọn anh không thể phục vụ những món như thế được. Vào đây nói chuyện với bọn trồi xem nào. Cách chế biến san hô sao cho nhân ngư ăn á. Tôi nghĩ ta nên nấu cháo, đợi một chút quất. Ở dưới biển ăn cháo hả? What? Bắn hết lên mặt rồi, bắn con. What? Ở dưới biển thì ăn kiểu gì? Của anh đây tôi đã làm mềm san hô để họ dễ nuốt. Ở dưới biển thì ăn cháo kiểu gì ta? What? Người ta hấp thụ bằng cái gì nhỉ? Sao rồi mang cháo tới cho Ramo thôi. Ý thì cũng có một nhiệm vụ xong. Còn lại đâu là nhiệm vụ cô nhóc trầm tính, vị khách ồn ào. Tao thực đơn rồi. Cải tiến những gì có thể cải tiến được. Ui, cất xin mới này. Trông rất là điềm tĩnh. Lá hoa anh đào rơi. Ui, cắt đôi luôn. Sắc dĩ vậy. Ở sao con cá này khủng hoảng à? Ở đó biến mất luôn. Chắc nó bị chết rồi đó hả? À, là do nó lên cấp độ 5 mới đâm ra là nó mới có cái cutscene xịn xò như vậy ạ. Đó, mình đã nâng hết tất cả những gì có thể nâng được rồi. Rồi bây giờ thêm thực đơn nha. Ok, vì đây là thực đơn ngày hôm nay. Đóng rồi, bắt đầu nào. Vào vị trí. Mấy ông này đến ăn rồi nhưng mà không có món. Không may là mấy vụ phụ đó nó không có kiểu đứng ngược thời gian như kiểu vách VIP ấy. Chứ không là nó cũng phức tạp lắm ạ. Đã hết ngày hôm nay, ban chỗ sushi đã đóng cửa. Ôi dồi ôi, hôm nay con tăng trưởng tệ hơn cả hôm qua nữa chứ. Dạo này làm ăn thua lỗ chứ ta. Ngày 11 thứ 3. Thôi mọi người ạ, mình nghĩ là mình sẽ kết thúc tập ở đây. Làm ăn thua lỗ quá, mấy ngày nay rồi. Không có ngày nào lời hết. Hay là cái do cách mình thêm thực đơn nữa, nó vẫn gọi là sao nhỉ? Chưa được hợp lý ấy. Tức là mình cần phải thay đổi cách lên thực đơn. Mình là X Hà này, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập kế tiếp.